Dạ cực kỳ trắng luôn cả nhà ơi. Rồi cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Rồi chị em nào mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho bên em, thì bên em sẽ alo cũng như là tư vấn cho vị nhanh tay lẹ chân nha mọi người ơi. Đây là thành phần từ tự nhiên và sản phẩm này là từ xuất xứ từ Hàn Quốc luôn, cho nên là rất là an toàn cho da, trong thành phần không có những cái chất gì gây hại cho da, cho nên là bà bầu cũng có thể sử dụng được luôn nha. Cái gì vậy? Thôi đừng có quay em. Anh nghĩ sao vậy? Anh mới chê em mà dám quay. Thôi anh ơi, làm gì vậy? Mà em làm gì vậy? Nhìn em giống như con trâu mà anh quay em. Mà em đang tư vấn phụ mà em làm gì vậy? Mệt anh quá anh ơi. Trời. Trời, cả nhà thấy không? Không tin luôn, anh đang làm gì vậy? Không tin là ăn cắp sản phẩm, không tin là ăn cắp sản phẩm của em làm vậy luôn á. Anh đang làm gì vậy hả? Trời, cái thằng đâu trời. Trời ơi, không tin là đang ngồi đây chia sẻ tư vấn cho mọi người mà ổng á đẳng mà ổng lấy một cái chai, ổng kéo một chai lại. Ổng sức luôn mọi người ơi. Trời ơi, ăn cắp sản phẩm của người ta vậy hả? Sức chi vậy? Trời trắng. Trời. Em mặc đồ như con điên như Quỳnh. Anh điêu duyên quá. Điêu duyên gì mà tại sao sản phẩm người ta mà lấy sức làm da là sao? Mà sao mặc đồ như con điên mà ngồi tư vấn như vậy? Nó trắng. Trắng cái gì? Trời, đừng có quay em. Dạ coi. Trắng gì? Dạ coi. Dạ. Mốt còn lấy sản phẩm ta là xài không? Không. Thiệt không? Thiệt. Sản phẩm người ta ai mà cho là like xong rồi trả lại cho người ta? Trắng. Chứ có đâu mà sức lên da của mình như vậy? Quên. Cái gì? Dạ. Dạ. Mốt còn ăn cắp như vậy hết. Không. Hát ngàn bài coi. Hát ngàn bài coi. Không không hát cái tao lia qua bộ đồ liền luôn á. Nhiều duyên quá. Hát hát ngàn bài coi mà không hát tao lia bộ đồ liền. Liền tay liền liền liền. Nhiều duyên quá. Lần trước á là thấy Ni hả sử dụng trắng quá, cho nên là bây giờ hả thấy Ni đang xài ăn cắp sản phẩm của Ni xài luôn. Không tin luôn chứ, trời ơi ổng điệu kìa. Ok, một xíu nữa thì Ni sẽ cho mọi người xem là cả hai như thế nào nha. Không tin là ông cũng mê trắng lắm mọi người ơi, cho nên là thấy đi xài cho nên là bắt chước. Mốt còn lấy sản phẩm ta là xài không? Không. Thiệt không? Thiệt. Sản phẩm người ta ai mà cho là like xong rồi trả lại cho người ta? Đáng. Chứ có đâu mà sức lên da của mình như vậy? Quên. Cái gì? Dạ. Dạ. Mốt còn ăn cắp như vậy hết. Không. Đây Ni sẽ quay tay của bạn Ni cho các bạn xem nha. Chắc là tay con trai nên dễ thấy mật tông hơn á cả nhà ơi. Đây hai tay hiện tại nó đen như nhau đây. Mình tẩy nó giùm cho em. Dạ 490k. Ok chị Như Ý Nguyễn một chai luôn nè. Rồi chị em nào mua để số điện thoại chị Lâm lấy cái gì mình kỳ giống dạ. Như nha. Bây giờ là cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại. Rồi nè. Trời ơi. Một... quý vị ơi, đây một trời một vật, một màu đen đen, trắng thêm vàng vàng, mình kỳ để giùm cho Lâm những gì nha, mình kỳ để giùm cho Lâm, bởi những cái này nó hơi đen đen nó bám vô cái móng tay chúng ta những gì nha. Trời ơi, cực kỳ trắng luôn. Cực kỳ trắng luôn chị, thấy rõ không? Thấy rõ không? Thấy rõ không? Đây là tắm trắng một bước và không hề ăn nắng nha chị Nguyễn Tình ơi. Bà chị Mai Trang ơi, 490k một chai cho chị nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nha cả nhà. Dạ, sản phẩm của Hàn Quốc như vậy nha. Chính vậy nó có giá hơi cao một xíu hơn hàng Việt Nam của chúng ta như vậy nha. Mọi người mua thì bây giờ để số điện thoại giùm cho em nhanh tay lẹ chân, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả đây. Quý vị coi, bàn tay em xòe ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng ống anh, bàn tay trắng nõn là như một con gà móng đỏ luôn. Đây mọi người ơi, mọi người thấy tay con trai không mọi người ơi? Vừa ra là đã thấy bằng tông rất là rõ luôn rồi nè, cả nhà thấy rõ không à? Một tay đây là đã có ủ cái trắng thai hoàng tính là nãy giờ khoảng 10 phút rồi, tay này là không có, chưa có ủ nha mọi người thấy không? Tay con trai mà lên được tông như thế này, tại vì con trai rất là khó lên tông, tại vì da nó bị chai hơn và bị kiểu như bị đen hơn á mọi người, nhưng mà vẫn lên được như thế này, lên được khoảng 2 tông nè. Bốn sản phẩm như thế này đây, bốn sản phẩm như thế này đây, một bộ là 1.470.000. Giá của một sản phẩm này là 490.000 nha cả nhà ơi. Các bạn có thể là sử dụng được một tháng, tại vì một tuần chúng ta sử dụng một lần nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người.